Gần đây thì có một tác phẩm của hai vị cư sĩ Minh Lương và
thì nếu như có sáng đó, thì ánh sáng của đến sẽ làm chúng ta có thể nhìn thấy ở đầu tiên năng lượng về giác của càng ngoại địa sẽ giúp cho mình phát sáng được nhận thức, phát sáng được hành động, phát sáng được việc làm. Vậy đó chúng ta sẽ có những sự thay đổi quen nữa. Một trong những phương hướng sửa thay thói quen của người chịu khó từ năng lượng cả
Thank you.
cái năng lực nhất tâm và thiết lập hậu hậu để đưa vào danh hiệu Đức Phật như là một công cụ để chứng hóa tâm thức. Thì ra các bậc tổ học thánh sẽ có bậc tổ học thánh sẽ là một phần mà mình học được. Chúng ta mơ được nhiều mà thì sự bỏ mơ được là mình khác thế sao mà nó sẽ hạn. Mơ cũng có những sẽ hạn đó. Sẽ hạn thì không biết là nó có được thành công không. Nhưng nó sẽ hạn, nếu nó được rồi, nó sẽ bị mất như thế nào. Lưu vào danh hiệu Đức Phật là gì?
đâu mà thực hiện được mình ở trên một cái khách sạn ở những nơi rất là sang trọng, ăn uống đẹp tạo rồi bên cạnh việc làm thì đó mình có cái cơ hội đi du lịch tham quan chứ nó ít khi nào có một cái phương tiện gọi là duy nhất và mang lại niềm vui cho những người đang bị khổ và đau. Cho nên là ý nghĩa của chúng ta nó không được đồng đều. Cái này trở về một cuộc như vậy là một cái sự tiết kiệm của ta và để dành tất cả các pháp cho cuộc đời đó là cái hành quyền mỗi một mình đó là một thực hiện nó dạy cho mình tiết kiệm một cái việc là có bài ngày để sự việc đó có thể chia sẻ giúp đỡ những người đang bị bệnh tật đang cần những sự giúp đỡ rất nhiều. Hạ tôi biết rằng cái này ăn rất đơn giản thôi, nhưng ăn rồi phải chịu ngủ như thói quen của chúng ta mà ăn rồi đi tiền hành đi kinh hành. Cho nên người ta sẽ không bao giờ bị những cái chứng bệnh tiểu đường hay là bị những cái chứng bệnh béo phì hoặc là tim mạch hoặc là những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp gan thận vân vân có thể gây ra cho chúng ta không đau sau khi ăn. Ở đây là cái này dạng và sẵn rõ tức là bên cạnh các thứ chỉ là cái gì đó chúng ta phải chấp vào cho nó vân vân những cái phương tiện rất đơn giản và sẽ tạo ra cảm xúc. Thì chúng tôi cho rằng là thiết lập tinh độ không bao con đường từ thiện như thế rất là cần, bởi vì rất nhiều những sanh bị ám ảnh như thế chết không nạn khi cái bầu tử rất không thì họ khó để nghe đạo lý của các bậc thầy có nghe có một cái gì được vậy thì tốt nhất là họ cần phải lo cho bầu tử chúng ta thì đó là con đường là từ thiện nên là một yêu cầu là thương của thực hành sau đó chúng ta mới ban hành cái nhiệm vụ để cho họ thì họ mới dễ dàng khi thân thể được lo an toàn thì đạo lý mới được thực hành một cách có hiệu quả. Và đây chính là lời nguyện cuối cùng của Đức Phật Bổn Sư: ai đói thì cho ăn, khát thì tặng uống, lạnh thì tặng ăn uống, nghe thở thì tạo công việc để mà thở, rồi sau đó ban phạm vị nhiệm màu. Thế nên là cái nghiệp của chúng ta đó cũng là rất là chứ là không thể là sống một cách gọi là lý tưởng hóa được, vì lý tưởng hóa nó chỉ là tồn tại đó là cái bốn người cần cơ gạo và phần nữ đại đa số thì cần những cái chú hành và những cơ mình nào ăn mặc ngủ và rồi lại cũng phải sinh hoạt sau đó mà giúp cho một cái tình trạng tình yêu thì như vậy là thiết lập tình độ thông qua con đường từ thiện sẽ là một cái bàn tay từ mình và tay thời gian sẽ làm cho bạn học trở thành nghe một chút cũng vậy. Khi đời sống thần trước đây vài năm diễn ra đối với Thái Lan, tức là Indonesia, Malaysia, như chúng ta theo dõi cái thông tin báo chí đó, thì Thái Lan là quốc gia dân tộc mạnh nhất về tổ chức từ thiện. Vậy đó, cái điểm tin tưởng hợp pháp đó không bị lan truyền. Còn tại quốc gia do bị quốc gia bị cắt nghèo và đó quá cho nên các nhà sư đã không thể là cho được là bộ thì là những các tư nhân vốn là những người theo đạo Phật và những người theo Hồi giáo ở đây. Cho nên các thống kê xã hội ở đây cho thấy là sau khi các sản phẩm và số lượng tín đồ Phật giáo tham gia tín ngưỡng bởi vì các tôn giáo khác có tiền có bạc có phương tiện vào các quốc gia đã đem tới hỗ trợ cho các Phật tử bị tốn khó chấp nhận cho tương lai ngày nay và nhiều người không được đạo lý họ phản sâu nhưng vào cái sự nhận thức đó họ đã đạo đạo và họ trở thành một tín đồ cho tôn giáo khác thì họ thấy rằng cái nhu cầu họ cần cái lượng nào cao hơn những tôn giáo khác và đây là cái quyết định của họ mà của rất nhiều quốc gia của thế giới chúng ta. Cho nên học từ từ và học đó chúng ta trở về tôn giáo khác là tín đồ và thực hiện nó sẽ là cho Phật pháp dễ dàng phát triển. Phương diện thứ hai là thiết lập tình độ con qua con đường phát triển nhân quả và đây là nhân quả tâm linh như con Phật giáo nó có giá trị khác với các loại hình nhân quả các loại hình nghệ thuật của con đường mà đến giờ chúng ta gọi là nhân quả của nhân quả. Cái nhân quả là những cái còn
đừng có tự nhiên cảm giác dù tốt hay xấu, nó cho mình là những cái cách thức sống riêng của công trình tập quán là để sống thành thật, để sống vật chất trải qua tất cả những sự vật chất là vật chất đó, trong đó mình nhân quả họ nghèo thì nó lại khác, nó lại giúp mình tăng cái giá trị tâm thức của mình lên cao để giúp cho mọi người giải phóng được những sự trở ngại và đó cần được chuyển thể và lâu bỏ các loại thực nghệ của các ngành nghề mà chúng ta đã học. Và tự nhiên là tôi không thể chủ trương của loại hình cái loại hình đó và một số bạn trong bạn tôi cho rằng có thể từ cái thông tin anh đã tức là tự tự lại tôi có đọc văn tôi có đọc lại là các khán giả ở có địa phương phòng nhà thì được học sự góp ý và đọc lại thông qua là một trường có mặt các em có nhìn thấy gió qua mây ba xuống dài mau đen từ những cái sự kiện rất bình thường này nếu chúng ta tìm nhận nó là một câu hát và nó thể thực nhìn được lòng thì các tác giả có lẽ là cũng không nói nhiều những người mà kẻ thực sự có đạt và từ đầu đâu tại cho nó là vốn gặp rất nhiều cái chiến trình của tình cảm ở đây các bạn đã được cái bàn tay thanh lọc của Đức Quan Thế Âm hỗ trợ và các ngài đã có được là cái tiếng gió thổi không đều xuống chảy mây bay của những năm tháng khác vốn có thể tạo ra rất nhiều cái sự cố và chúng ta rất là sợ cái cố nhất là những cư dân Hoa Kỳ và những cư dân ở quốc gia tiên tiến thì được cái ngày quán chiếu như là một bản phi diệu lưu lưu ra các bài học kinh về tứ diệu đế ba chánh đạo bồ đề phật rồi đủ căn đủ lực và nhiều phương pháp của Phật giáo. Như vậy chúng ta thấy rằng là dưới cái sự hình dung ngoan và phật tượng thì các cái những điều thông thường của cuộc sống nó chỉ được có giá trị và sử dụng các những điều đó bằng thời gian và lỗ tai qua chiếu của người ta qua đen thì sự hỗ trợ của nó sẽ giúp cho mình vượt qua rất nhiều những tâm khổ hiện tại. Cho nên ứng dụng cái mô tả này vào trong các loại hình nghệ thuật để tạo ra hiệu quả cuộc sống ở mức độ cao về tâm thức cao chúng ta có thể đưa những món ăn cao vào các ngành nghề chúng ta đang tập nó cứ là cần phải làm hãy nhìn ở
nghĩa tục nhân quả Phật giáo không phải là bằng cái cách giải mã các tưởng tượng của triết lý. Bên cạnh đó chúng ta thấy tu tập phần lớn các thiền của phải liên đến cái chú tiểu cơ, chú tiểu được hiểu trong cái học kinh tại Bát Niết Bàn, tức là phần thanh nhi hạnh, là một cái hình ảnh giúp cho mình thực tập hạnh nhẹ hơn, nhẹ hơn các cái con đường. Mặc dù nhẹ hơn cũng là con đường về tự tại, con đường thì nó cũng còn có tinh sanh khôn, khôn quỷ, khôn ma, không ạ, và quậy phá con người của về làm cha mẹ bắt tiên mới làm nó được. Nhưng khi nó trẻ thơ đó, chúng ta phải hiểu rằng là nó trẻ thơ ngay, không tính con, không phụ nữ, không hơn thua, không hận thù, không trả thù, không tính toán, không suy nghĩ, và đó là nó có thể bạc rồi sau đó nó lưu giữ lại cái gì làm thế. Như vậy là chúng ta có thể cho tập và xem cái hành vi thế nó là một cái đối tượng để chúng ta làm cho người lớn của mình trở thành như là hành vi so với nhau mà còn tính có hơn vô hành cùng và lưu giữ những con số chúng ta mỗi ngày. Như vậy là không có việc là thể hiện hình ảnh người lớn nghệ thuật của Phật giáo chúng ta giết như thế nào. Với những cách như thế thì ở trong sáng tỏ này không có kỳ một ngành là gì, gọi đến ngành nghiệp gì Phật pháp cũng có thể đi phẩm ở trong các Phật pháp. Người đưa qua rất thành công trong vấn đề đi đạo là công này. Ví dụ trong ly tứ, chúng ta thấy có những ly có luôn cả các bài pháp đạo Phật chứng và chỉ ngay. Và ai những chiếc hoa tạo mạng thì có thể cảm nhận được cái sâu sắc về sự hành trình. Vì đó, cái công pháp hành trình luôn luôn được nhắc nhở trong tâm của mình khi mình muốn nó ra ta phải trả cho mình nhớ. Còn là những người là nghệ nhân và chưa phải những hoa Phật giáo của Việt Nam, chúng ta phải nhắc và chúng ta tập tiếng Việt và tu tập tiếng Việt thì người tham gia Phật giáo Việt Nam sẽ có thể tương đương và hành trì một cách ảnh hưởng như là người Trung Hoa và ở nước khác mới có thể tạo thành văn hóa và tu. Ví dụ như muốn ra không chỉ là tính thức vui đùa hoặc là lúc thời gian như là những người đã ở trong các quán trà, quán cà phê, mà là trở thành một cái nghệ thuật để vui lên tâm thức sống nhà một cách có hạnh phúc ở với giá trị đó. Thì những mô hình như thế nó có cả một phổ biến của nó sống và làm như vậy thì chúng ta thấy rằng là ở ngoài đời có bao nhiêu loại nhà, thậm chí nhà sốc, nhà tốt mà chúng ta cũng gọi là nhà tuổi trẻ, nhà trẻ thì mình vẫn có thể đưa phương pháp vào trong các lời này được sản xuất ra những cái bài tập có những phương pháp đó. Thì thay vì để cho người ta tu được các bộ nhạc lệ thì điều nhạc lệ mà nó giúp được nhạc lệ thì ta còn có thể sáng mắt ra, mở mắt ra hoặc là ấn tượng của người con nó là ở trong bài giảng của thầy họ có thể làm thay đổi cả cuộc sống. Thì tôi cho rằng là cái lộ tức tình độ thông qua giới thiệu dân vật nghe áo như thế nó sẽ xoay ra đủ tiếp của đời sống của những chúng ta và ai cũng thấy là nó chưa ổn cập. Cái con đường thứ ba là cái con đường giáo dục. Nào giờ mình chỉ nghĩ đến một cái giáo dục là dành cho tâm lý, rồi hơn nữa là cho các học tử là chúng ta chưa có cái thứ nghĩ đến việc giáo dục được như là một nghề nghiệp để giúp cho bọn bạn. Trong thế kỷ 20 này, do sự phát triển của các ngành học ở trong các trường đại học, Phật giáo họ đã được giới thiệu như là một triết học, môn pháp lý học, môn xã hội học, môn đạo đức học. Và vậy đó trở thành sự nghiên cứu của rất nhiều sinh viên các nhà nghiên cứu nhà. Nhờ nghiên cứu cái chiều sâu của đạo Phật như vậy mà nhiều người phương Tây ngày nay, đặc biệt là những triết học, đã từ bỏ các tôn giáo của họ vì họ không tin thấy trong tinh thần và những giá trị tín ngưỡng mà họ theo đuổi từ truyền thống ông bà tổ tiên và bản thân họ trong rất nhiều năm qua và từ tư cách tín ngưỡng của họ là ông bà, cho nên họ đã đến đạo Phật một sự lựa chọn khách quan vượt qua rất nhiều thách đố vì cái mâu thuẫn
là các trường nổi tiếng và có số lượng phù hợp như nhiều người dân Việt Nam đã phát hiện, mà cơ hội để mà chúng ta có thể thực tập. Thank you.
Chúng ta biết rằng
như vậy đó. Chỉ là được tận dụng thì chúng ta vẫn có thể tự học và làm cho đạo Phật phát triển được. Con thấy rằng là không có bằng của ta.
lúc này thì trên cái hành tinh này chưa có sự sống của con người. Thì có một loại duy riêng, tức là con người là đặc tính khác, bản năng tiêu hóa. Thì sau đó họ mới thưởng thức những cái vật đó trong hoạt động. Nếu mà bị động, tức là nó tiêu hóa cũng như hưởng thụ, có những cái cảm giác đam mê thích thú và họ đi tìm kiếm là ở đây đây. Thì bản chất của bản kinh cho thấy những bộ này nó không nhầm dễ với cái gốc rễ đầu tiên của con người, tức là con người như một chủng loại, và như nó là con người trở thành một thành phẩm. Còn trong các bài kinh đó, thì câu hỏi này không được giải quyết. Thì khi ai hỏi những điều đó thì họ nói đó là những câu hỏi nó không được thực. Thì việc trả lời và giải đáp nó không mang cho chúng ta là thật về cái gì. Và họ tiếp tục có thể giúp cho mình tháo gỡ bằng cách là mình ứng dụng nó, đó là tiếp tục duyên khởi, tức là đưa vào nhiều yếu tố, nhiều điều kiện để hình thành hoàn thiện. Nhìn từ cái độ hiện tại thì còn con người có mặt, nhất là thông qua tinh tra chức mẹ ở trong một cái ngày mà mẹ và cha có bao giờ dưới tính và người mẹ có khả năng của thai. Đó là ba yếu tố đưa ra tâm kinh kết quả, và yếu tố thứ tư là có tâm thức của một chúng sanh nào đó qua đời và tâm có một cái cảm ứng nghiệm với một số chung với cha mẹ của chúng ta, cho nên cho ra là con gái với cha mẹ nào. Như vậy là cái sự mô tả này là chúng ta thấy là cái nguồn gốc của con người cụ thể trong thời đại nó có cái gốc rễ của nghiệp và để bắt đầu nó lan vào để dẫn đến một mạng sống, thì nó được mang theo cả luôn các cái hình ảnh về nghiệp như tự là năng lực trong cái tiến trình sinh ra. Vì vậy mà khi sinh ra thì có người có những cái bằng chất A, chất B và chất C, và chúng ta thường gắn nó với là tạo tính và cảm tính của mình, rồi nó được nuôi dưỡng bởi phong tục tập quán văn hóa hàng qua thông qua truyền thống giáo dục và kinh nghiệm là tạo ra con người của chúng ta hiện tại này. Về sau thì nó phải đương nhận nhận thực ăn uống rồi sự nuôi dưỡng của mẹ và cha để ta có và trưởng thành. Còn có về tận cùng của loài người đó, thì cái đó không ai hiểu được. Vì thì có đi tìm manh mối đó, nó không đi cái đằng, nó không có cái điểm của khoa học. Chính vì vậy mà là họ chủ trương là vô vị. Nếu chúng ta hình dung có một cái sự thể điểm đầu tiên đó, thì cái nguồn gốc của sự thể điểm đó là cái gì? Nó sẽ cũng không bao giờ có một hiện tại, một hiện đại làm có bản thân của chúng ta. Cho nên học thức duyên khởi cho mình có một cái nhìn tích cực là mọi thứ, mọi yếu tố đó, nó được hình thành, tồn tại, phát triển, thay đổi thì là một cái mới, một cái mới hoàn thiện. Thì nhìn thì cái gì nhìn thấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là sau khi chết thì con người sẽ không đi, nó là dấu chấm cuối cùng và nó còn có một tiến trình kéo theo của nghiệp. Do đó là đạo không quan trọng về cái sự bất động của con người, mà quan trọng ở cái hiện tại cũng như là tương lai của con người đó trên những hành động của hiện tại này. Và đó là một triết lý của một đạo đức, triết lý của hành đạo. Cho nên truy nguyên về quá khứ thì nó có thể có một cái chừng thời gian nhất định là đó, còn thanh ra sau thời gian, trước thời gian nó là cái gì nữa thì nó sẽ không có thể đạt. Cho nên cái phương pháp của nhà Phật dạy mình là không nên bận tâm về quá khứ, có nghĩa là không sống cái ký ức, sống bằng thời gian thì ký ức nó thường gắn liền với những cái kinh nghiệm khổ đau. Cái điểm khổ đau nó làm cho mình khó quên, còn cái điểm mà vượt qua rồi là nhớ lại được. Và khi mà mọi thứ của kinh nghiệm khổ đau gắn liền với quá khứ thì nó có thể là nó có cơ hội tái hiện xuất hiện lại là thứ hai, thứ ba, thì nó cũng lại trở thành nạn nhân, cho nên nó hoàn toàn không có ý nghĩa. Do vậy mà Đức Phật thường không trả lời trực tiếp những câu hỏi những người thiện nguyện, không phải ngài không hiểu được chút, nhưng mà ngài thấy rằng là việc mà làm cho nó tốt là không giải quyết được những vấn đề hiện tại và dành rất nhiều thời gian cho giải quyết cái vấn đề của hiện tại, thì cái tương lai nó sẽ nằm trong lòng bàn tay của chúng ta, bởi vì tương lai nó đưa mình thẳng bằng cái hạt giống của hiện tại. Thì đây
đây là một cái triết lý ứng dụng của đạo Phật khác với lại các học thuyết về sinh học, nó về sự tiến triển của con người mà phần lớn là không có nhà sinh học nào không có nhà sinh học nào. Con người thì nó là con người phát sinh từ học kỹ thuật. Nói như thế thì theo học thuyết của mình, tại sao Phật giáo nó chỉ được một phần, có một số người từ kỹ thuật sau khi chết thì kỹ thuật tất cả người cũng có một số người từ lời ngạc nghĩ tất cả người cũng có một người từ con heo chặt